quay trở lại cái farm của Biên mấy chục năm mà làm bằng tre này, không biết tre này được bao nhiêu năm, không biết đỡ nổi cái khu này. Cộng quá nhiều mình không biết, là đi đâu bỏ thấy cái ống nước, nghe anh nói gì đâu, lúc ấy bỏ cho ở lại luôn tiếp trên nó. Về sinh viên thì nó chạy được bếp này 250-300 lít á, bằng một lắp đặt bơm nước năng lượng. Các bạn đã quay trở lại với kênh Solo Bơm Hành nhé. Nay anh em ta quay trở lại cái farm của anh Tiến ở Mũi Vinh Farm. Mũi Vinh Farm lắp thêm một cái hệ bơm 5 hai chuyên gia Cường và Dương đang lắp, đang cố định pin. Đây là pin tháo máy em ạ. Pin tháo máy giá nó sẽ mềm hơn pin mới 500 nghìn nha bạn. Bên mình lắp là sẽ bảo hành như pin mới nha. Phải thêm cái máy này thì chỉ chứa được cái 8 tấm. Chủ nhà nói thêm nè, nói bằng tre nè, thì ghê gớm chưa, pin mấy chục năm mà làm bằng tre này, không biết tre này được bao nhiêu năm, không biết. Ngay chỗ núi một, đây gọi là núi một, mình cũng biết. Xung quanh này để tưới nha. Farm này anh Tiến dự định lắp tới 5-6 con, hiện tại mình mới lắp con này con thứ tư rồi. Nghe nó còn khoảng 2-3 con gì nữa không biết. Mới tưới đỡ nổi cái khu này. Khu này đất cát, làm nông nghiệp trên đất cát không hề đơn giản. Rồi, bây giờ anh em chúng ta đã đấu xong biến tầng luôn rồi mà. Gom đồ hết chưa? Đây con bơ chi 5,5 kg, con này chạy con 5,5 kg nha bạn. Rồi, giờ chờ đấu cái bơm nữa là xong. Hai thợ này dữ quá, làm lẹ quá. Cái gì nữa, kiếm hoa giấy, cái này gọi là cái gì, sakura hả? Không. Ừ, sakura em nhớ vậy á. Phớt hồng sakura. Ghê không? Tên đẹp ghê không? Cái gì cũng biết. Nhưng mà chắc bay nhiều rồi giờ mới nhớ đúng không? Ừ, vợ bay biết nhiều rồi, giờ mới nhớ nữa. Cái bay nhiều quá rồi mà anh có chịu nhớ đâu. Hoa giấy này giá trị cao lắm á. Trung bình này hoa giấy nhiều lắm mà. Thăm du lịch của anh Tiến lắp 4-5 cái bơm thì mục đích là để tưới cỏ thôi bạn. Cỏ này nè, cỏ cái gì, cỏ Thái Lan á. Cỏ này là cứu lại đất chết nè. Đất đây đất cát đồ không. Trồng cái này rồi cắt bỏ lên vậy nè, mình tưới cho nó mục, nó tạo thành mùn mới trồng cây được, chứ còn đất như thế này là không thể nào trồng cây gì được. Cát không, không có cách nào trồng cây được. Và thiên tế các bạn, rừng đi xuống bơm, gần bơm xuống đi, mục đích là để anh này là có cái tâm trồng rừng rất là ok các bạn, cải tạo, bỏ tiền ra cải tạo biết bao nhiêu đất, đất chết mà anh cứu lại cho đất có sống lại. Ủa anh chủ đâu rồi? Đang đi thăm cỏ hả? Đây lắp 4-5 cái bơm mục đích là để tưới cỏ. Cỏ này có gì quên rồi Tiến? Gentiver hả? Ventiver
cỏ này là cải tạo đất nha bạn, đất cát nè bạn thấy không, đất cát không này, đất này không thể trồng cây gì sống hết trơn á, không có cây gì mà sống được hết á, nên là do cái nắng ở Ninh Thuận nó rất là nóng mà mình để cát mà nó phơi lên mặt đất là rất là nóng, trồng cây dễ thì dễ chết nha bạn, nên dùng cái cỏ này, cỏ vetiver của Thái Lan này, sau đó cắt cỏ ha, bỏ trên mặt đất rồi mình tưới để làm cỏ nó mục, tạo thành lớp mục. Đó. Anh có tâm huyết cứu đất ghê gớm lắm, trồng toàn là cỏ vetiver không này, ghê không? Vậy rồi mình cắt ha, cắt bỏ xuống hả? Cắt bỏ xuống che phủ. Thì lâu ngày vài tháng rồi cái lá che phủ này nó làm phân luôn, tôi đâu có cần bón phân lại nữa đâu. Anh Tiến rồi. Đây là người cứu lại vùng đất chết khô này các bạn. Đầy tâm huyết đấy. Trước là tôi trồng dưa hấu á. Là trong mấy tháng tôi không có phân nào. Có. Tại vì ban đầu á là tôi cầm đậu phộng. Tôi rải phân về, chám gạo rồi xử lý đất xong rồi cắt lá che phủ rồi. Đến lúc mà trồng dưa là coi như chỉ tưới nước được cho cây nghe nhạc thôi. Mà sau 3 tháng á là dưa thu vẫn đều đều. Trái to không? Trái vẫn sai. Không, mình làm nông nghiệp thuận tự nhiên thì trái nó sẽ không to. Cỡ này có rồi 2-3 kg cũng có. Đó nó sẽ lộn xộn xà ngầu hết luôn. Trồng anh Tiến trồng cây theo thuần tự nhiên không ạ? Cho nó cây nó rừng về rừng luôn ha. Bên kia trồng cây hết rồi hả Tiến? Bên kia là trồng có một đám ổ nhỏ thôi. Thì hiện nay là cái khu này là mình đang hướng nó biến thành một cái khu rừng. Thì biến thành khu rừng. Đang trồng cây rừng từ ở phía cuối đất lên. Chúng mình đang phát nguyện nếu mà có tiền là mấy chục hectare khu này là trồng rừng hết. Đất Ninh Thuận mà vùng giáp biển này các bạn mà tìm được cái khu vườn là nói chung là rất là khó, hầu như là đất cát với đá phơi ra ngoài mà nắng hết thôi, chết hết thôi. Ra khai thác du lịch hết. Xưa đây là nó là khu rừng. Cây cối xanh tốt. Vậy hả? Và sau này thì bất động sản tăng. Bất động sản tăng. Dân họ đặt cây, họ đất, họ tá rừng trơ trọi ra hết luôn. Các bạn nghe không? Các bạn nghe anh Tiến trình bày không? Dạ, thấy không? Bên kia này có một cụm rừng rất là xanh. Mà mình giữ lại đó. Cụm rừng đây ha. Đúng rồi. Phía mặt sâu đất rất là nản luôn, dân họ phá rừng để bán đất cái gì. Mà đất gì nghe nói đất đây cũng trồng đâu được gì nữa, vì du lịch là không khai thác thì cái như là bỏ ở này giống mít nghệ quá. Thật ra đất ở đây nó tốt mà. Nhưng mà chẳng qua là do cái ánh nắng mặt trời á, khi mà nó rọi xuống xung quanh đất nó không có cây á, thì ánh nắng mặt trời cộng với cái nhiệt của cát nó sinh ra, nhiệt cộng với nhiệt thì nó mới đâm ra là nắng nóng, cái cây nó sống không nổi. Nhưng mà khi mà mình phủ xanh như vậy ha, rồi mình gieo thêm cây rừng đồ vô, thì các cái cây mà nông nghiệp kèm theo dưa hấu hoa màu rất là tốt. Như mấy năm đầu mình ở đây mình trồng tỏi hành nho đồ là đạt lắm. Cỏ nó lạ lắm, nhìn giống cỏ lát lắm. Cỏ này thì để mình có thể làm tinh dầu. Làm tinh dầu nhang. Tinh dầu cỏ bên đi bờ. Nó có tinh dầu hả? Có tinh dầu như vậy làm nó đâu có cải tạo được đất gì? Không, nó cải tạo đất tốt lắm á. Nếu có tinh dầu thì nó cũng... Lá thì mình đang tranh, mấy nhà. Mấy cái nhà đất ở trong kia là của cỏ vetiver này hết đúng không? Mình tưởng nó cỏ tranh. Giờ đem bơm dưới đấu được rồi ha. Xong cho anh hết rồi đó. Đấu giờ đấu bơm cái. Bây giờ nữa nè. Ống đồ gắn mình xử lý trong tay. Đây là con bơm Galaxy 5,5 người. Lưu lượng nước mắt của nó là 26 khối. 26 khối ở cột áp là khoảng 17 mét. Hy vọng là bơm này lên lớn. Rồi, sập xuống.
hai chuyên gia này thứ dữ. Nhật Bản để bắt con lươn lươn lươn. Ôi sợ, mới nói thứ dữ là thế chết rồi. Ghê không, ghê không? Mới tới thú dữ là nãy giờ thì... Thú dữ luôn hả? Này, ở 17 mét đúng rồi, chính xác. Thuộc không số dữ. 17 mét đặt được 26 khối. Ở 40 mét đặt được 21 khối. 21 khối. Ở độ cao này từ dưới hồ lên đây cũng... Theo mình đoán là cũng khoảng đạt được 40 mét rồi mà. Đây là cho ghi có 12 mét được. Trời ơi, nhìn kỹ ra đi. Ôi, đó xong rồi. Cái bơm. Đâu bơm đi. Hôm trước mình lắp rồi nè bạn. Cái giặt pin nó nằm bên hông này. Mình vô mình cho các bạn xem coi cái nó chạy được tốc độ. Đối với cái nắng hiện tại bây giờ nó chạy tốc độ bao nhiêu nha. Chạy tốc độ là 10. Bây giờ lúc 12 giờ. Cái gì đây? Cầu dầu đảo. Đây là xả bơm. Đây. Năm ngàn 52. Chạy 52 hạt đúng không ạ? Dòng là 9 ampe. Nóng chứ. Hút ở dưới thổi lên trên này đọc mắt không tốt. Rồi bây giờ đi xuống dưới coi cái bơm kế nữa. Ôi trời sao bắt cửa rồi. Cái gì vậy? Rồi cái máy nghe nhạc này nghe sao nghe chó sủa không vậy? Nghe nói bơm đâu ở đây hả không? Chỗ cái nhà này đây. Bơm dưới cái hồ này đây. Người đâu hết rồi trời. Ủa đâu ta? Cái cổng sắt bên kia hả? Không biết chỗ nào luôn. Mũi Vinh Farm ở đây nhiều. Nhiều cổng quá, nhiều. Mình không biết là. Thấy núi non là đẹp không? Cùng với cái hộp này này. Đây các bạn. Đây. Bên kia lại đây cũng hơi xa ấy. Thì đá. Đá đẹp nha. Đi bộ không biết đường đi. Đi bên kia tìm hoài nó. Ủa mấy ông này đi đâu bỏ thấy cái ống nước, cái ống giấy đây mà. Tụi em đã mất tiêu. Lúc đi gọi không nghe hả? Đang lục sụp với cái thằng ngân hàng á, thằng bên mua đồ. Đâu có nghe anh nói gì đâu. Lúc đấy bảo cho ở lại luôn. Đi bật trên đó. Thấy chưa? Đây nấu bơm rồi. À trên đó là bật luôn. Vậy người ta bơm đang chạy bạn. Không không 90 nè. Đây chỉ tốc độ được 44 hết. 45 hết. Nó cứ gần như vậy mà. Wow. Ở dưới thì lên mạnh hơn, đến lên đây thì yếu mà.
Ủa, ống này 2 inch là ống 6 chứ. 6 nữa nè. Cái đầu đầu lớn. Đang bơm dưới hồ nó lên. Ống 6 mà ra như thế này cũng đạt được khoảng 20 khối á. 6 cũng phải trên 9. 9 đầu trên. Ngoài nó cũng còn ca bét nữa các bạn. Chưa mình kiếm vệ sinh cái tấm pin cho nó sạch ra. Vệ sinh pin thì nó chạy được 44.9 như 45 mà bạn. Bây giờ lúc 2 giờ chiều, hình như anh Tiến ở đây mở ra bét rồi sao. Ngưng rồi, em mở ra bét rồi. Ông chủ đâu rồi? Hả? Đang tưới ở trên nè. Cái dây ngoài là phải. Hả? Mạnh hả? Đây. Bét văng ra tới đây đây. Bét này 250-300 lít á. Bét lớn. Chù trời. Đây này. Kì. Này anh tưới cho cây rừng luôn các bạn. Nè. Khiếp à. Đó. Thấy không? Bét này bét lớn. Thôi bây giờ mình đến đây kết thúc nha các bạn. Bạn nào mà lắp đặt bơm nước năng lượng mặt trời hãy liên hệ với kênh Solar Bơm Hạnh nha. Thì mình sẽ tư vấn cho các bạn một cái hệ bơm nước nó phù hợp hơn ha. Nó tiết kiệm hơn, rẻ tiền hơn. Mến chào và tạm biệt các bạn.